Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Dựng bom keo à? Dựng bom keo hả? Trò này xưa rồi nha em ơi, không có dựng được nữa đâu. Fix rồi nha bạn. Thanh đây này, ảo tưởng vãi chửa này. Bạn này đồ khá là ngon anh em ơi. Ok. Có một cái bảng súng 2 này, trang bị luôn nhá. Let's go nào mọi người ơi. Nát mất tiêu con xe này. Cùng kẹo được sao mà nào mọi người ơi. Đây đầu trận đến giờ thì kẹo mới chỉ có cho mình được một mạng duy nhất mà thôi. Kẹo sẽ lên phía trên này nha anh em ơi. Vừa có một thính mới rơi này. Chạy lên mà lượm thính thôi. Wow. Có ai chưa? Chưa có ai cả. Vậy thì mình sẽ là người lượm thính này. Ui. Nó chỉ là một cái thính AWM thôi nha mày. Chán quá ta. Xe mới này. Đây, có đầy đủ xe mới này. Đó, lại có xe mới chạy này. Ngon. Có xe mới chạy thì ngại gì hả anh em? Wow. Ok nào mọi người ơi. Kẹo lượn lờ qua con này con nào. Chưa thấy ai đâu cả ấy. Hơi vắng các bạn ơi. Không có người sao chơi đây. À đây. Vừa nghe tiếng nạp đạn các bạn ơi. Đây à. Ui đây à. Ui. Ui đây à. Đậu xanh này. Ui đây à. Đậu xanh mày tưởng sấy anh mà dễ à. Xanh mộ cho em. Xanh mộ chưa mà ơi. Và ui 13 túi máu cả. Thôi xong. Kẹo lượm hơi bị sai sai anh em ạ. Đó. Phải lượm thân đạ chứ lượm gì nhiều máu. Lấy gọi đoàn anh em ơi. 2 kill rồi. Ủa nữa hả? Thế nào xây xét kẹo vậy? Bên này à? Cái đậu xanh từ từ. Làm gì mà căng bạn ơi, đây. Mình qua ngay đây. Bạn ở trên này phải không? Đây rồi nha mày, nó đây. Nó đây rồi các bạn ơi. Nó đây rồi các bạn ơi, này. Thế là xong. Ủa ơi, đổ lỗ súng này anh em ơi, đổ lỗ súng thôi mà. Scoboning này, tuyệt vời. Có scoboning sấy thì ngon rồi các bạn ơi, let's go. Cùng kẹo đi săn mạng nhé anh em ơi. Xe này có những vứt này. Mình sẽ lại lấy con xe xanh và tiếp tục chạy ăn mạng nào anh em. 3 kill rồi. Đây mọi người ơi, qua phía đây coi nào. Mình nhớ là có một đứa là vừa gọi ngay cái drone thính ở trên phía này nhá. Drone thính đâu rồi em ơi? Chắc là nó vẫn còn ở ngay đây thôi. À đây. Kiểu này nó chưa chạy xa đâu các bạn ơi. Đây rồi. Giờ mới còn lại hả em ơi. Qua đây em ơi. Đúng rồi, qua đây lượm này. Ui, qua đây lượm này em ơi. Lên mảnh điểm số nhé. Thích chơi nhây với anh cơ. Lên bảng điểm số cho em, buồn chưa em ơi. Ok các bạn. Lên xe thôi. Ơ thế này là gì vậy? Ồ, giảm thanh à? À ok ngon. Trang bị giảm thanh nè mọi người. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Nói chung là ngon. Ơ, lên xe đang bị lỗ bơm máu đây. Cậu lên xe cậu không bơm máu được không? Ok các bạn ơi. Let's go. Cùng kẹo đi xem mặt nào mọi người. Còn lại 11 người chơi nữa nha. Lái xe hơi ngáo tí. Sorry nha em thông cảm nhá. Đây các bạn. Mình chạy qua phía này rồi nhá.
Wow, không một ai cả. Buồn ghê ta. Đây đây, UAV ở ngay phía này này. Không biết có ai không nhỉ anh em? UAV này thì không có ai cả đâu. Thế thì kẹo hãy cứ vào trong mo cái đã trước nha. 10 kill. Còn lại 10 đứa anh em ơi. À đây, ui ui. Đây có người hả? Đúng rồi anh em ơi. Một quả lựu đạn trên này. Mất máu này em ơi, mất máu này em ơi. Và lên 3 điểm số luôn nhá. Ok anh em, một đứa ở ngay phía dưới nhá. Có giỏi có đây em ơi này. Có giỏi có đây em, anh lại phải sợ chú cả. Lấy câu nào các bạn ơi. Nó ngay đây thì phải này. Đậu xe này em ơi, ui, đậu xe này em ơi. Ui, nó đâu rồi anh em? Mày đang đây à? Qua đây em ơi. Thật kia chắc là bị ai sấy ML rồi. Đứa chạy xe máy cơ mà. Có giọt qua đây em ơi này. Qua đây. Qua đây em ơi này. Qua đây em ơi này. Hết mất bông keo rồi anh em ơi. Hơi chán các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xem mình kêu nó thôi anh em ơi. Đậu xe nhà em ơi, ui. Đậu xe nhà em ơi, ui. Thế này. Đậu xe nhà em ơi, ui. Lên bảng điểm số cho em. Có lựu không nhỉ anh em? Không có lựu ấy. Có lựu đạn là mình sanh mộ với anh rồi nhé. À đây rồi, làm gì mà căng nè. Làm gì mà căng nè. Qua đây hả mời, ui. Qua đây hả mời, ui, qua đây hả mời. Sanh mộ cho em ơi. Mày chơi với anh nhỉ? Lận thêm bóng ca này các bạn ơi, let's go. Chạy nhanh còn kịp này. Ui, à có xe này ngon. Có xe thì không phải lo rồi nha em ơi. Ok. Như vậy thì hiện tại kẹo đang có đó là 232 mắt xem rồi nha anh em. Chơi game cuốn quá đi ạ. Dưới này chỉ có thính thôi nha em ơi. Chưa tính người đâu. Lái xe hơi ngáo rồi nha em ơi, vào bo trước cái đã. Khỏi lượm thính thôi nha anh em. Ok ok. Như vậy là còn lại có 4 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này mà thôi. Có xe máy này anh em ơi. Chắc là người chỉ xung quanh khu này mà thôi này. Xe máy ở ngay đây mà anh em. Ok các bạn ơi. Thính này á, không có gì cả. À đây. Làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi? Anh ngay đây mà. Cái đậu xanh nhà nó chứ lại anh em. Của đứa ngay phía trên à? Của đứa ngay phía trên các bạn ơi. Ok. Thế chạy xe lên trên gạt gió luôn nhỉ. Đây. Tưởng gì ngay phía trên, tưởng là anh sợ chú à. Ok ok em ơi, đây, anh đây. Chạy lên sơ tài nó luôn chứ. Hey. Thằng nào vừa nổ súng trên này. Anh lại sơ tài chú luôn bây giờ. Nó vẫn núp được ở đâu đấy anh em ơi. Thằng này hay. Núp đâu rồi em ơi? Chú núp với anh đâu rồi thằng này?
Nó vẫn núp được ở đâu đấy anh em ạ. Kiểu này kẹo chịu rồi. Chịu hẳn luôn chứ còn biết nói gì nữa hả anh em ơi. Chịu hẳn luôn chứ còn biết nói gì nữa. Đậu xem nhà em ơi. Ui, thôi xong. Thanh niên cơ hội của năm là đây. Ôi mình vừa kêu xong được kia cái nó chạy vào luôn này, phản xạ sao kịp. Đậu xanh. Tiếc quá nhỉ các bạn ơi. Như vậy là kẹo đã phải dừng lại ở top 3 này anh em ơi, với 7 kill rồi. Quá đen, quá nhậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.